Lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là đạt đến chỗ rốt giáo viên mãn của tất cả sự học. Nếu Đại Bồ Tát khi học như thế thì tất cả thiên ma, và các ngoại đạo không thể phá hoại. Nếu Đại Bồ Tát khi học như thế, thì mau đạt đến địa vị bất thối chuyển của Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi học như thế, là tự tu hành, chỗ nên tu hành của tổ phụ tất cả như lai ứng tránh đẳng giác. Nếu Đại Bồ Tát khi học như thế, thì đối với Pháp năng hộ không bị chuyển theo sự điên đảo. Nếu Đại Bồ Tát khi học như thế, thì có khả năng tu hành Pháp thích ứng để xa đỉa hôn ám. Nếu đại Bồ Tát khi học như thế là học pháp nghiêm tịnh cõi Phật của mình, nếu đại Bồ Tát khi học như thế là học pháp thành thục các hữu tình, nếu đại Bồ Tát khi học như thế thì có khả năng như thật nghiêm tịnh cõi Phật, nếu đại Bồ Tát khi học như thế thì có khả năng như thật thành thục hữu tình. Nếu Đại Bồ Tát khi học như thế thì có khả năng phát khởi Đại Từ, Đại Bi, thương yêu tất cả. Nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học 12 hành tướng vi diệu của ba phen chuyển Pháp Luân. Nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học độ thoát tất cả hữu tình đưa vào cảnh giới niết bàn tuyệt đối. Nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học diệu hạnh không đoạn giống Phật. Nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học chư Phật mở cửa cam lồ cho loài hữu tình. Nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình trụ ở pháp ba thường. Nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học thị hiện cảnh giới chân vô vi rốt ráo tịch diệt của tất cả hữu tình là chân tu học trí nhất thiết trí. Việc học như thế thì hữu tình hạ liệt không có thể học được. Nếu Đại Bồ Tát khi học như thế thì có khả năng thật sự cứu vớt sanh lão bệnh tử của tất cả hữu tình, làm cho siêng năng tu học điều nên tu học. Lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi học như thế, quyết định chẳng đọa trở lại địa ngục bằng sanh quỷ giới. Nếu Đại Bồ Tát khi học như thế, quyết định chẳng sanh dòng hạ liệt, ở chốn biên địa ác kiến, nếu Đại Bồ Tát khi học như thế, quyết định chẳng sanh vào nhà hạ tiện, vào nhà làm nghề khiêng xác chết và các nhà khác bần cùng ti tiện, chẳng biết phép tắc. Nếu Đại Bồ Tát khi học như thế, chẳng bao giờ bị điếc đuôi câm ngọng, cùi cột, căn chi chẳng đủ, lưng gù, điên cuồng và bao nhiêu bệnh ung nhọt ác hiểm khác nếu đại bồ tát khi học như thế thì đời đời thường được quyến thuộc đông đảo trọn vẹn hình mạo đẹp đẽ lời nói oai nghiêm mọi người kính mến nếu đại bồ tát khi học như thế thì đời đời sanh ra ở chốn xa lìa giết hại sanh mạng xa lìa việc không cho mà lấy xa lìa dâm dục tà hạnh xa lìa lời nói hư dối xa lìa lời nói thô ác xa lìa lời nói đi gián xa lìa lời nói hỗn tạp cũng xa lìa tham dục sơn huế tà kiến nếu đại bồ tát khi học như thế đòi đòi sanh vào chốn chẳng dùng tà pháp để sanh sống chẳng bao giờ dung túng tà pháp hư dối cũng chẳng chấp nhận hữu tình phá giới ác kiến hủy báng tránh pháp